Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhiệm màu. Trong ngày một kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chương trì tụng mười tỏ như lai nghệ nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phân Quảng Thập Luân quyển 8 phẩm 13 tinh tấn. Lại nữa này thì Nam. Đại Bồ Tát thành tựu luân tinh tấn trang nghiêm lớn. Từ lúc mới phát tâm là sẽ lìa năm thứ dục, có thể làm ruộng phước cho hàng thanh văn và bích chi Phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn giữ gìn và cúng dường. Này thì Nam, Đại Bồ Tát tinh tấn có hai loại, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Tinh tấn theo thế gian có ba loại, một là tinh tấn tu phước, hai là tinh tấn chuẩn mạnh về trì giới, thiền định, ba là chuyên duyên vào hữu lậu và các chúng sinh đi vào quả báo, vào trụ xứ của hành phước. Đó gọi là tinh tấn thế gian, chẳng phải là lớn đâu. Lại nữa, Đại Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh tâm luôn bình đẳng, chính vì diệt trừ nghiệp kết phiền não mà siêng năng tinh tấn, vì giác bậc thánh vô lậu không lấy không bỏ, cũng không nương tựa, cũng không tạp uế, cũng không loạn tưởng, vì giới hay phá giới, siêng năng hay biến nhát, bố thí hay keo kiệt, tâm ghét hay tâm từ, tất cả các thứ như vậy đều bình đẳng tu hành tinh tấn, không ở nơi ba cõi giác khỏi vô số tưởng. Đối với các chúng sinh hoặc lãnh hội ngôn ngữ hoặc nhận biết về nơi chốn tạm nghiệp, đối với ấm giới nhập đều không có chấp tưởng mà tu tinh tấn, không nương vào cõi dục, không chấp vào cõi sắc, cõi cho sắc, không phát sinh tưởng điên đảo và không điên đảo mà tu hành tinh tấn, không chấp tất cả hành, không nương vào ba loại phước mà sinh ra tinh tấn. Đại Bồ Tát thành tựu luôn trang nghiêm lớn như vậy, từ lúc mới phát tâm đã xa rìa năm thứ dục, gọi là đại, cũng có thể gánh vác làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn và bích chi Phật, khi các chúng sinh luôn chữa gìn cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên đã nói kệ. Chắc trước sáu căn trần, ngũ tố nơi bốn dòng, tinh tấn luôn dũng mãnh, vật trí còn chê trách. Tinh tấn nơi cảnh giới, hoàn toàn chấp hữu lậu, không gọi là ruộng phước, cũng chẳng gọi là lớn. Vật trí siêng tinh tấn, diệt trừ tất cả chấp. Tâm không chỗ nương tựa, đó gọi là ruộng phước. Không chấp danh và sắc, làm chỗ nương chúng sinh, dùng mãnh lìa các ấm, đó gọi là ruộng phước. Chiếu sáng nơi tối tâm, vượt thẳng đến bờ kia, luôn tinh tấn như vậy, dứt phiền não trói buộc. Phẩm 14 thiền định. Là nửa này thì Nam, Đại Bồ Tát có luôn thiền định trang nghiêm lớn. Nếu Bồ Tát thành tựu luôn này, từ lúc mới phát tâm đã đoạn trừ năm tứ dục, gánh vác làm ruộng phước cho hàng thanh văn và bích chi Phật, khiến cho tất cả chúng sinh đều giữ gìn cúng dường. Này thì Nam, Đại Bồ Tát tu thiền định có hai loại, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Thế nào gọi là Bồ Tát tu tập thiền định thế gian? Để Bồ Tát nương vào tướng của năm ấm, dựa vào cõi dục, cõi sắc và cõi cho sắc, mà tu thiền định, nương vào ba cõi giải thoát, bốn niệm xứ, bốn giới cần, bốn như ý tốt, năm căn năm lực, bảy phần bồ đề và tám thánh đạo, cho đến đất nước, gió lửa, không thức, đều nương dựa vào đó mà sinh chấp trước. Tu thiền định như vậy, gọi là Bồ Tát tu thiền định thế gian, cũng đồng với tất cả hàng thanh văn và bích chi Phật, không được gọi là đại. Thế nào gọi là Bồ Tát tu tập thiền định suốt thế gian? Này thì Nam, đó là Bồ Tát có khả năng phóng ra ánh sáng lớn suốt thế gian, không chấp vướng nơi bốn niệm xứ, bốn giới cần, bốn giới túc, năm căn năm lực, bảy giới chi, tất thánh đạo. Các pháp như vậy đều không nương tựa mà tu tập thiền định, cho đến giới, thân, khẩu, ý, ba cội giải thoát, ấm giới nhập, ba thọ, bốn đại, không xứ, thức xứ, không dụng xứ, phi tượng, phi tượng xứ, đời này, đời sau đều xa lìa cả, vắng lặng không nương vào không và đại không. Đó gọi là Đại Bồ Tát tu tập thiền định suốt thế gian. Này thì Nam, nhờ tướng ấy nên Đại Bồ Tát có thể thành tựu luôn thiền định trang nghiêm lớn. Từ lúc mới phát tâm đã xa lìa năm thứ dục, gánh phát làm ruộng phước cho hàng thanh văn và bích chi Phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn giữ gìn cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nêu rõ sự việc trên nên dùng kệ. Vì sợ bỏ gánh nặng, tu thiền định hữu tướng, chỉ tự đoạn kết xử không gọi là bậc trí. Tu thiền định chấp trước, nương tựa vào giải thoát, chấp giữ đến chấp giữ bờ bên kia, không làm lợi chúng sinh. Đã bỏ gánh nặng xuống nhằm làm lợi chúng sinh, trừ có sự tu định là bậc trí chân thật. Nếu đoạn dứt hữu ái, tạo lợi ích chúng sinh, tu thiền định vô tướng, đó mới gọi là đại. Dứt trói buộc chúng sinh khi thế gian vô ý, thanh tịnh tu thiền định, đó mới gọi là đại. Phẩm 15 trí tuệ. Là nửa này thì Nam, Đại Bồ Tát có luôn trí tuệ trang nghiêm lớn, nếu có thể thành tựu luôn trí tuệ trang nghiêm lớn như vậy, từ lúc mới phát tâm đã xử lý năm thứ dục, có thể khánh phát,
làm đường phước lớn cho hàng thanh văn và mấy chư Phật, còn khiến cho tất cả chúng sinh giữ gìn cho cúng dường. Này Thiện Nam, Đại Bồ Tát có hai thứ trí tuệ, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Thế nào gọi là trí tuệ thế gian? Đó là Bồ Tát nương vào sự độc tụng, nhờ dây trừ ngu si, làm ánh sáng lớn cho tất cả chúng sinh. Như Lai đã giảng nói vô số, vô lượng giáo pháp, để giới thừa thanh văn để được lãnh thọ, tự mình ghi chép và người khác ghi chép, tự mình độc tụng và người khác độc tụng hoặc giả nói pháp của Bích Chi Phật và Đại Thừa, đều tùy thuận tin nhận tất cả. Hoặc tự mình độc tụng thì dạy cho người khác độc tụng, tự mình ghi chép, cũng dạy cho người khác ghi chép, có thể giảng nói nghĩa lý, để bày dụng nghĩa sâu rộng cho chúng sinh, độc tụng kinh pháp, mong cầu được vô lậu và hiểu rõ về nơi tám con đường thánh. Mà không mong cầu trí tuệ tịch tỉnh, tâm còn chấp tướng nên gọi là luân trí tuệ của thế gian của Bồ Tát, sánh bằng với hàng thanh văn của Bích Chư Phật, không thể gọi là Đại Bồ Tát. Thế nào gọi là luân trí tuệ xuất thế gian? Là khi Đại Bồ Tát tu đạo, tùy thuận tinh tấn thực hành độc tụng tu tập đối với tướng ấy, không giữ, không chấp, không nhớ nghĩ, không tư duy. Thực hành như vậy chẳng phải là tâm thấp kém, giống như hư không đồng vắng lặng, quán pháp bình đẳng đều không chấp trước, cũng không bị trói buộc, không sinh, không diệt, tâm không thoái chuyển, tuần thực hành bình đẳng các pháp nơi thực tế, giàu sau nơi thiền định, đã được pháp nhẫn vô sinh, không chấp các tướng, không tâm không tăng, không giảm, không nương vào các địa, cũng không an trụ vào trí tuệ. Nếu Bồ Tát đạt đầy đủ trí tuệ như vậy, gọi là trí tuệ xuất thế gian của Bồ Tát, có thể thực hành như vậy thì mới thành tựu luôn trí tuệ trang nghiêm lớn. Từ lúc mới phát tâm, đã không đắm nhiễm vào năm tứ dục, cũng có thể oanh phát làm ruộng phước cho hàng thanh văn và Bích Chi Phật, khi tất cả chúng sinh đều giữ gìn và cúng dường. Là nửa này thì Nam, Đại Bồ Tát có luôn trang nghiêm lớn. Nếu Bồ Tát thành tựu luôn trang nghiêm lớn này, từ lúc mới phát tâm đã đoạn trừ năm tứ dục, có thể oanh phát làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn và Bích Chi Phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều giữ gìn cúng dường. Này thì Nam, Bồ Tát thể hiện phương tiện có hai loại, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Thế nào gọi là phương tiện thế gian của Bồ Tát? Tức là tự mình và người khác thường mang tâm đây kia, dùng vô số phương thức để thành tựu chúng sinh, có thể hiện ra các ấy loại thân như vậy, hoặc hiện thân Phật, hoặc hiện thân Bích Chư Phật, hoặc hiện thân thanh văn, hoặc hiện thân cha mẹ, tùy theo căn cơ thích hợp đã nhận thấy mà hiện hình như vậy. Như có người bệnh, một người tâm bệnh, biết được bệnh nặng không thể cứu chữa, tất cả đều sợ hãi, thậm chí phải chết, Bồ Tát đều dùng phương tiện cứu chữa khiến được giải thoát. Thường thực hành bốn giới pháp thành tựu cho chúng sinh, an trụ nơi Đại Thừa. Nếu hàng thanh văn và Bích Chư Phật không thể gánh vác được pháp Đại Thừa vì căn khí không thuần thục, tự ở trong pháp Nhị Thừa, khuyến khích giúp họ tu tập pháp sâu xa với diệu ấy, khai mở hiểm bày để nhất nghĩa đế, vượt khỏi cảnh giới điên đảo của hàng phàm phu, nên vào bốn chỗ dựa đầy đủ bốn nhân tài, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn chánh, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy phần bồ đề, tam tánh đạo, đồ vào việc lành mà giữa đạo, nhập vào trí đạo phương tiện để thành tựu cho chúng sinh. Nếu các chúng sinh cầu theo danh tiếng, nhiễm đắm nơi lợi dưỡng, các căn lay động không thành tựu căn lành niết bàn, những người như vậy thì nên chỉ dạy cho họ đọc tụng giới pháp của Như Lai, để dạy nói về thanh văn và Bích Chư Phật, thành tựu công đức bố thí đủ loại, chỉ dạy khiến quyến rõ. Nếu có chúng sinh phần nhiều giấy khởi sân giận, tâm ấy rất xấu ác, không có từ bi, thì chỉ dạy họ tu tập thực hành thành tựu bốn tâm vô lượng. Nếu thấy chúng sinh biến nhát, thì dạy họ làm cho siêng năng. Chúng sinh có nhiều giận dữ, chỉ dạy thực hành nhẫn nhục. Chúng sinh với tâm tán loạn, chỉ dạy khiến hết hành trì thiền định. Chúng sinh ngu si thì dạy nói chánh pháp, dạy hóa họ tu tập trí tuệ để được thành tựu. Nếu có chúng sinh không nơi nương tựa, tâm không cung kính thì dẫn dạy mở bày chỉ dạy rõ giúp họ quy y tam bảo. Những sự chỉ dạy như vậy làm cho họ biết tu tập giới ưu bà tắc, cũng chỉ dạy tám giới pháp, tám giới trai pháp. Hoặc có chúng sinh dùng vô số kỹ thuật hành tạo các việc để giáo hóa những loại chúng sinh đều được thành tựu như vậy. Vô số Bồ Tát để hành trì trí tuệ phương tiện thế gian, để Bồ Tát thành tựu luôn trí tuệ phương tiện như vậy, dùng các kinh luận làm phương thức điều kiện để hàng phục tất cả luân trí khổ hạnh của các ngoại đạo tà giáo, đó gọi là Đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ phương tiện thế gian, cùng hợp với tất cả hàng thanh văn và Bích Chư Phật. Này thì Nam, cho các Bồ Tát không đưa vào bậc thầy sáng suốt,
Vô không dựa nơi bậc thiện tri thức, đó là hạng người theo hình tướng thế gian để nắm nhiễm, tự mê hoặc mình. Bởi thế như vậy thì không thể ăn trụ vào luân tri tài phương tiện xuất thế gian, không gọi là ruộng phước, cũng không thể khéo nhận biết các hành của chúng sinh. Nên thấy chúng sinh không thành tựu pháp khí, dạng thành văn biết thế Phật, căn không thuần thục. Do đó đối với các người ấy mà hiển bài đại thừa thì gọi là ngu si, không có phương tiện thiện xảo mà chỉ dạy người theo đại thừa, tức khiến họ bỏ đạo Bồ Tát. Vì tu tập theo pháp thanh văn của Bích Chi Phật, đó là sự sai lầm vì không biết được căn cơ của mọi người. Nếu thấy hàng Bích Chi Phật chỉ dạy khiến xả bỏ, lại tu tập theo thừa thanh văn, tức không biết rõ căn cơ của chúng sinh, nên giảng lời pháp không thích hợp. Có lỗi lầm như vậy thì bị rơi vào tội lỗi. Nếu thấy hàng thanh văn nhàm chán đối sinh tử, vì họ giảng nói nhiều và báo ưa chấp sinh tử nơi ba cõi của thế gian, là cũng không biết rõ căn cơ của chúng sinh mà giảng nói pháp không thích ứng. Những lỗi lầm như vậy thì bị rơi vào lỗi lầm. Nếu có chúng sinh không dứt bỏ sát sinh và trộm cắp, cho đến không dứt trừ tà kiến, làm đủ 10 điều xấu ác, không có án lành. Thế rõ như vậy mà hiển bày giải pháp sâu xa của Bồ Tát Đại Thừa, lại không giảng nói về quả báo ở đường ác, chịu khổ sinh tử luân hồi trong các nẻo, tức cũng không biết rõ căn cơ của chúng sinh nên nói pháp hư dối, bị rơi vào chỗ lỗi lầm. Cũng gọi là ngưỡng oxy, không có trí tuệ phương tiện. Nếu thấy người hay trì giới mà nói pháp bố thí, người sẽ tinh tấn mà nói trì giới, người biết nhẫn nhục mà nói tinh tấn, người thích thiền định mà nói nhẫn nhục, người có trí tuệ mà nói thiền định, đó gọi là Bồ Tát ngu si, không có luôn trí tuệ phương tiện thiền xảo, cũng gọi là trí tuệ thế gian. Luôn với tất cả hàng thanh văn giảm bớt chư Phật, cũng không có thể gọi là đại. Thế nào gọi là luôn trí tuệ phương tiện suốt thế gian của Đại Bồ Tát? Nói các Bồ Tát đã hành trì các việc, đều như người khác, không nghĩ đến thân mình, nên tạo ở ấy loại phương thức, cho đến nhằm ban cho mọi người như trước đã nói. Nó có lợi mình để đem cho ban cho người khác. Biết người vãn phát pháp khí mà giảng nói chánh pháp, lần lượt chỉ dạy cho thừa thanh văn Bích Chư Phật, thấy rõ người nơi thừa Bích Chư Phật rồi chỉ dạy khiến người dần tu tập đại thừa. Cũng không vì hàng thanh văn căn cơ không thuần thục mà chẳng nói về sự ưa thích pháp giới sinh tử. Vì có sát sinh cho đến tà kiến mà giờ nói chỗ hướng tới sinh tử của pháp thanh văn. Nếu người thích tu bố thí nên vì họ giả nói về sự thiện xảo vô thượng, cho đến người ưa thích trí tuệ thì giả nói trí đạo vô lậu của bậc hiền thánh. Dù trí tuệ này mà giáo hóa chúng sinh, không chấp tướng chúng sinh và tướng trí tuệ, đó gọi là luôn trí tuệ phương tiện trang nghiêm lớn lao suốt thời gian của Đại Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu luôn này, từ lúc mới phát tâm đã đoạn năm tứ dục, gọi là Đại Bồ Tát có thể gánh vác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn và với chư Phật, cống hiến cho tất cả chúng sinh, giữ gìn và cúng dường. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn nhắc lại sự việc trên đã nói kệ. Nơi nói đạo nhất thừa, mà phân làm hai thừa, tức là mắc khi dối, không gọi độ chúng sinh. Chắc chắn rơi đường tà, chỉ bày thừa thấp kém, tức gọi là ngu si, không gọi đó là đại. Người hướng đến nhất thừa vì muốn nghe chánh pháp, nên ở trong sinh tử, bậc trí đại giảng nói. Tâm thiền định chắc chắn tùy thuận mà giáo hóa, đó gọi là phương tiện, bậc trí đại khen ngợi. Một lòng theo thanh văn, làm cho sinh nhàm chán. Người gánh vác pháp khí, chỉ dạy theo đại thừa. Lần nữa này thì Nam Đại Bồ Tát nắm giữ pháp từ bi và tạo luôn trang nghiêm, không chấp tướng chúng sinh. Vì sao? Vì nắm giữ tâm từ đối với chúng sinh và làm trang nghiêm, gọi là hành theo thanh văn, giảm bớt chư Phật không thể làm trang nghiêm đại đạo, đạo đại thừa. Hàng thanh văn giảm bớt chư Phật tu tập tâm từ, chỉ thể độ mình, không làm lợi ích người do người khác, tự điều phục mình, diệt nghiệp kết xử, chứ khởi các phiền não rồi đạt được niết bàn. Về ngã nhân và chúng sinh mà tu tập tâm từ, đối với chúng sinh khác tâm luôn xả bỏ, nên không gọi là làm trang nghiêm luôn lớn, chỉ đoạn trừ phiền não của mình, không thể dứt trừ các phiền não của người khác. Đại Bồ Tát thì không như vậy, luôn khiến tất cả chúng sinh tu hành tâm từ, làm trang nghiêm đại từ nên gọi là đại. Bồ Tát không nương tựa vào từ, không nương tựa vào ấm giới nhập để tu tập hành từ, không nương vào bốn niệm xứ, bốn chứng cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy phần bồ đề để thánh đạo mà tu tập hành từ. Không nương vào quả dục, quả sắc và quả vô sắc mà tu hành tâm từ. Không nương vào đời này, đời sau mà tu hành tâm từ. Không nương vào bờ bên này,
mà tu hành tâm từ không nương vào bên kia mà tu hành tâm từ, không phải vì không đến mà tu hành tâm từ. Đại Bồ Tát chỉ duyên vào pháp mà tu hành tâm từ, đây không phải là nếu hành trì của hàng thanh văn chẳng biết chư Phật, chỉ có Đại Bồ Tát mới có thể thành tựu luôn duyên theo pháp từ trang nghiêm lớn như vậy. Bồ Tát từ lớn mới phát tâm đã sẽ lìa năm tứ dục, Đại Bồ Tát như thế có thể gánh vác làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn chẳng biết chư Phật, có làm cho tất cả chúng sinh chữ gìn cho cúng dường. Lại nữa này thì Nam, Đại Bồ Tát tu tập luân đại bi, từ lúc mới phát tâm đã sẽ liệt năm thí dục, và là Đại Bồ Tát gánh vác làm đủ phước lớn cho thanh văn và bích chư Phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh luôn chữa gìn cúng dường. Vì sao? Vì tất cả thanh văn và bích chư Phật chỉ làm lợi mình mà tu tập tâm bi, còn Đại Bồ Tát thì không như vậy. Đại Bồ Tát đã quên bản thân mình mà làm cho tất cả chúng sinh tu hành tâm bi, nên mới gánh vác làm đủ phước lớn cho tất cả chúng sinh, có thể khiến người khác tu bốn như pháp, vì giáo hóa chúng sinh cho đến xả bỏ tay chân, thân mạng và tài vật của mình, đem tâm đại bi ấy nhằm tạo an lạc cho các chúng sinh. Cũng không thủ đắc tướng chúng sinh, không thủ đắc tướng bộ thế, không thủ đắc nơi tướng thọ nhận, cho nên không thủ đắc tướng quả báo của bộ thế. Khi thực hành bộ thế ba la mật, không chấp tướng thực hành, tướng ái ngữ, lợi ích và đồng sự, tuy thực hành bộ giúp pháp nhưng không chấp tướng, luôn đem tâm tối thắng, tâm đệ nhất, tâm vắng lặng cho đến vô lượng, vô số tâm, không thực hành theo tâm của âm giới nhập, tâm không lay động, luôn an trụ làm trang nghiêm tâm đại bi vắng lặng để giáo hóa chúng sinh. Này thì Nam, nhà tướng này nó có thể trang nghiêm lớn, không cùng hợp với tất cả hàng thanh dân chẳng biết chư Phật. Đại Bồ Tát thành tựu đầy đủ luôn đại bi này, từ lúc mới phát tâm để đoạn trừ năm thức dục, có thể gánh vác làm đủ phước lớn cho hàng thanh dân chẳng biết chư Phật, luôn khiến cho tất cả chúng sinh chữa trình cho cúng dường. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn nói rõ lại sự việc trên, nó dùng kệ pháp này khó nghĩ bàn, sâu xa như hư không, vô sắc không chủ trụ, thành tựu tâm đại bi, luôn thực hành đầu đà, trí Bồ Tát tối thượng, lực đại bi dụng mạnh vượt hơn tất cả người, chúng sinh không chỗ dựa, bị sinh tử ràng buộc, muốn giải thoát khắp cả, nước đại bi tẩy trừ, khô cạn biển sinh tử, chẳng phải địa thanh văn, và cùng thừa duyên giác, Bồ Tát đã thương xót, tham dục giận ngu si, chúng sinh vào đường ác, nhà nước đại bi này rồi sẽ khổ chúng sinh. Lại nữa này thì Nam, là có vô lượng vô biên vô số các loại luân trang nghiêm lớn sai khác như âm thanh biện tài, tất cả tam muội tổng trì nhẫn nhục này khắp hư không. Là Bồ Tát nếu thành tựu được luân này, từ lúc mới phát tâm đã đoạn trừ năm thí dục, có thể gánh vác làm ruộng phước lớn cho thâm nhân những biết chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh đều giữ gìn cúng dường. Thế nào gọi là Đại Bồ Tát có vô lượng vô biên vô số luân trang nghiêm lớn sẽ khác như âm thanh biện tài, tất cả tam muội tổng trì nhẫn nhục đầy khắp hư không? Đó là Bồ Tát chiếu sáng tất cả pháp giống như ánh sáng của mặt trăng chiếu khắp thiên hạ, không tướng không nương tựa, tâm không bị đắm nhiễm, để giải các tam muội thân tâm không lay động, mắt nhãn xúc nhãn tức đều không lay động, để mắt duyên nơi xúc bên trong thì sinh ra ba thọ, khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ, nên phát sinh tâm vắng lặng. Cùng với tâm vô sinh, tai mũi lưỡi thân cho đến tâm ý, ý thức vô sinh cũng đều như vậy, có thể sinh ra ba thọ, tâm tịch tỉnh, tâm vô sinh. Tất cả âm giới nhập trong ba đời cũng đều là vô sinh, không có lay động. Ba cõi, ba hành, ba giới, ba thừa, ba giải thoát, ba căn, ba xúc, tâm cũng vắng lặng, tâm vô sinh, tất cả đều không chỗ trụ. Đều thực hành bố thí ba la mật, vô tướng cho đến trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ ba la mật đều an trụ vào tịch diệt, tâm không loạn động. Bố niệm sư, bố nhân cần, bố nhân túc, năm căn năm lực, bảy phần bồ đề, tám thánh đạo đều an trụ không lay động. Trừ bộ định thứ chín cũng không lay động. Cho đến tướng ba hành như và bất như cũng đều không lay động. Biết tất cả pháp đều bị chướng ngại, không bị chướng ngại. An trụ vào tám con đường thánh, cảnh giới và không phải cảnh giới. Có chấp thủ và không chấp thủ. Hữu lậu vô lậu, có bờ bên này bên kia. Không có bờ bên này bên kia, không lớn không nhỏ. Có tạo tác không có tạo tác. Có thiện, có ác, hữu ký, vô ký, đối với tất cả mọi nơi, tâm đều không lay động. Như thế mới có thể làm phương tiện lớn, phát khởi tâm đại từ, đại bi, để giáo hóa chúng sinh. Giữ gìn ba thừa, giữ gìn vô ý, phân biệt 10 địa cho đến 18 pháp bất cộng, đối với tất cả mọi nơi đều an trụ không tạm tác, không giới khởi, tâm luôn an trụ.
giữa tướng nơi ba thọ thấy đều vắng lặng. Đại Bồ Tát xóa đi tất cả tướng để được mắt như hư không, đạt tam muội hỏa quang chiếu mình, dạy tất cả tam muội vua cùng với luân phương tiện trang nghiêm lớn. Nếu Bồ Tát an trụ nơi tam muội ấy thì có thể diệt trừ các nghiệp khổ nơi ba đường ác ở quá khứ, diệt hết không còn sót. Này thì nam phải như năm mặt trời xuất hiện cùng một lúc thì tất cả dòng nước, sông, ao và các biển, nước trong bốn biển đều thảy đều khô cạn. Đại Bồ Tát cũng vậy, nhờ vô lượng vô biên vô số luân trang nghiêm lớn như ví dụ lời nói thiện xảo, biện tài tất cả tam muội, tổng trì nhẫn nhục để khắp hư không. Nếu Bồ Tát thành tựu luân này, diệt hết phiền não nơi ba cõi, trừ các nẻo ác, đối với các nghiệp chướng đã tạo nơi đời quá khứ vĩnh viễn không còn sót. Này thiện nam, ví dụ thế giới khi kiếp sắp tận thì bốn cõi thiên hạ, tám vạn bốn ngàn các dòng các sông ngòi, cùng với tất cả các núi trong bốn cõi thiên hạ đều tan hoại, tiêu diệt vĩnh viễn không còn nữa. Này thì nam đại bồ tát cũng là như vậy, thành tựu tất cả luôn tham muội các đà la ni nhỏ nhục, có thể diệt trừ nghiệp ác đã tạo ở đời trước, cho nên tất cả các nẻo ác trong ba cõi đều dứt trừ không còn sót. Này thì nam, ví dụ khắp hư không tất cả đều tối đen, khi mặt trời xuất hiện thì mọi sự của tâm đó đều tiêu diệt. Đại Bồ Tát cũng vậy, nó có thành tựu luôn trang nghiêm lớn này, cho nên tất cả luôn tâm bội tổng trì cho nhục, thì các sự của tâm điên đảo của thân mình và người khác đã đều tiêu diệt. Mặt trời trí tuệ do biên như hư không cũng vậy, nó có thể tiêu diệt các nghiệp ác bất thiện ở đời trước, vĩnh viễn không còn thuộc, không còn nữa. Bồ Tát này không thuận theo tri thức ác, từ ngọn gũi chư Phật, lãnh hội chánh pháp cho đến không xa lìa các hạnh của Bồ Tát. Ở trong giấc mộng, tâm luôn nhớ nghĩ Phật. Thế nào là Đại Bồ Tát tạo luân trang nghiêm lớn, gồm vô lượng vô biên vô số những thứ, lời nói âm thanh biện tài tất cả tam muội tổng trì nhẫn nhục đầy khắp hư không. Đại Bồ Tát nhập vào thiền thứ nhất cho đến thiền thứ tư, nhập vào không xứ cho đến phi tưởng phi tưởng xứ, nhập vào đầy đủ định diệt tận cho đến đầy đủ diệt ba hành tâm, tâm không lay động, tưởng xúc ý hành vắng lặng đều không lay động, hoặc an trụ một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm. Ở trong thiền định tam muội cũng trụ vào để nhất nghiệt không. Các lỗ chân lông nơi thân, phế đa khi nóng, thiêu cháy các củi khô, là nghiệp kết xử, lần lượt như vậy thì đạt được chánh niệm sâu xa, khiến toàn thân được hỷ lạc. Ví như thiên tử tự tại nhập vào tam muội hỷ nhất thiết hỷ lạc. Nhập vào tam muội này rồi, thì tất cả lỗ chân lông nơi thân đều cảm tỏ sự hỷ lạc. Tướng hỷ lạc như vậy, xuất chạm nơi thân của Bồ Tát, tự mình nhớ niệm Phật rồi liền thấy Phật không có tướng gì khác. Nếu niệm một Đức Phật thì thấy một Đức Phật. Nếu niệm vô lượng Đức Phật thấy vô lượng Đức Phật. Nếu niệm một phần thân Đức Phật thì thấy một phần thân Đức Phật. Nếu niệm vô biên thân Phật thì thấy vô biên thân Phật. Nếu quán thân mình hành tướng Phật thì thấy thân mình đồng với tướng tốt của Phật, trang nghiêm đầy đủ. Nếu quán thân người khác hành tướng Phật thì thấy thân người khác đồng với tướng tốt của Phật, trang nghiêm đầy đủ. Nếu Bồ Tát muốn quán chúng sơn đào thành tướng Phật thì tùy theo chỗ quan sát thân tướng của Phật, không thấy gì khác. Tâm đà điểm khởi đều là thật, không phải hư vọng. Nhận biết các pháp như huyễn, giống như ảnh trong nước, đều xem ba thọ, ba hành, vĩnh viễn không còn nữa. Quán như vậy rồi, nhập vào định diệt tận, thọ nhận thiền duyệt, thực hành thực, thọ nhận thiền duyệt thực, hoặc một giai tuần, một tuần, hai tuần, ba tuần cho đến bảy tuần, hoặc 10 ngày, 15 ngày. Như vậy cho đến trăm ngàn vạn ức kiếp, trở lại quán công nơi thực tế, như trước niệm Phật thành tựu quán này rồi. Này thì nam nhật, tướng vô lượng cho biên vô số luân, gồm các loại như lời nói âm thanh, biện tài, tất cả tam muội tổng trì. Nhẫn nhục như vậy đầy khắp hư không, Bồ Tát thành tựu luôn như vậy rồi, nên đoạn trừ năm thứ dục. Tất cả nghiệp ác ở quá khứ nơi ba cõi, sáu đường đều tiêu trừ, khiến không còn sót, có thể gánh vác, làm ruộng phước lớn cho hàng thanh văn những bức chư Phật, cũng khiến cho tất cả chúng sinh đều giữ gìn, cúng dường, để bốn thứ điên đảo, ngu si tối tâm, không thuận theo các tri thức ác, thường gần gũi chư Phật, được nghe chánh pháp, cho đến trong giấc mộng cũng đều thấy Phật, lãnh hội giáo pháp, cúng dường chúng tăng. Đối với tất cả đều hành trì của Bồ Tát, mau chóng thành tựu đạo quả Bồ Đề vô thượng, đạt được quả Phật thanh tịnh, nơi quả Phật ấy tất cả chúng sinh thể đều hóa sinh. Cái độ tướng tốt như Phật, an trụ nơi đại thừa, không còn các cơ sở.
Bây giờ Dr. Tomo nói lại sự việc trên đã dùng kệ, người gánh vác pháp khí, diệt trừ các cơ sở, rồi vào lòng tinh thiện đều không còn nghi ngờ. Những giết trừ trói buộc mà tạo thanh nghiêm lớn. Tu học các thiền định, trí tuệ không nghĩ bàn. Tu học các phước đức, quán tịch diệt đệ nhất. Nhờ trí niệm Phật này, diệt hết tất cả. Tướng cùng do vô tướng, dùng pháp không để diệt. Bạch dứt hẳn đường ác, luôn gặp được chư Phật, tu học các pháp lành. Cúng dường tất cả Phật, sớm thành tựu chánh giác, ở nhờ tu tập không tướng. Làm bạn với chúng sinh, trừ bỏ các cơ sở. Là luồng phước thanh tịnh mau chứng được bồ đề, chúng sinh thành tướng Phật đi khắp cả thế giới. Vì muốn cầu Phật đạo nên sẽ lìa hai thừa. Khi Đức Phật giảng nói pháp này, có vô lượng vô số Bồ Tát vốn đã từng nghe chánh pháp niệm Phật, nó bị quên mất thì hôm nay nó đạt được trở lại. Có vô lượng chúng sinh nghe pháp niệm Phật này, đạt được trăm ngàn tam muội để nhập vào tất cả tam muội phương tiện, đạt được ước niệm dòng hoa tổng trì. Có vô lượng chúng sinh đều nương nhờ tam muội thủ lăng nghiêm cho nên thành tựu được tam muội điện quang, để được tất cả pháp chiếu sáng, chứ được pháp nhãn vô sinh, sẽ lìa trần cấu cho đến pháp nhãn thanh tịnh. Là có vô lượng chúng sinh đạt được quả tu đà hoàng và tu đà hàm, hoặc a na hàm và a la hán. Có vô lượng chúng sinh đều mong cầu được xuất gia trong giáo pháp của Phật. Có vô lượng chúng sinh đương vào mọi điều thiện. Có người phát tâm theo hàng thanh văn, có người phát tâm theo bích chi Phật, có người phát tâm vô thượng cho đẳng chánh giác, có người chứng đắc quả vị bất toái. Có vô lượng chúng sinh đạt được chánh kiến thế gian. Do nhân duyên chánh kiến nên đoạn dứt cơ sở trong 10 trong đường sáu ác, để được sinh nơi cõi trời cõi người, quy tam bảo, sẽ bỏ năm tứ dục, được xuất gia nơi giáo pháp của Phật, sẽ lìa tất cả tà kiến, để được lòng tin thanh tịnh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Kim Cang Tạng: Này Thiền Nam, ông nên đem pháp luân không tối chuyển này thật kỹ cho Bồ Tát Địa Tạng, nên có chúng sinh đọc tụng kinh này và nói rõ cho người khác, ai trụ vào chánh pháp sẽ được sự ủng hộ của 10 pháp. Những gì là 10? Đó là ủng hộ tất cả tài vật, sẽ để tất cả oán địch, tất cả tài kiến, mọi sự nương tựa xa lạc vào 10 điều ác, tất cả tội lỗi của thân, tất cả tội lỗi của miệng, tất cả đều phỉ báng, xa lìa nhận tất cả những sự phá giới, tất cả bệnh nặng, tất cả sự chết rủi ro, cũng như cũng chúng sinh như thế khi lâm chôn đều thấy được chư Phật để sinh lên cõi trời. Nếu có chúng sinh đọc tụng kinh này thì sẽ được sự ủng hộ của 10 pháp như vậy, đó gọi là quả báo của chư Phật. Khi Đức Phật giảng nói kinh này xong, bốn bộ chúng chư thiên rồng hệ xoa cả các bà atola kalola karnala ma hồ la già nhân phi nhân Bồ Tát Địa Tạng nghe kinh thể đều hoan hỷ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phương Quảng Đại Tập Luân, quyền tam hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng với tất cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.